số phận của bạn đến từ đâu. Các bạn thân mến, các bạn có biết một điểm khác biệt rất lớn giữa một người thành công và một người chưa thành công? Đó chính là người thành công thì luôn nghĩ lớn hơn những người chưa thành công. Bởi vì suy nghĩ thì sẽ tạo ra cảm xúc, cảm xúc sẽ tạo ra hành động, và hành động sẽ dẫn đến kết quả. Vì vậy, nếu như trong suy nghĩ mà bạn còn không dám nghĩ nữa, thì bạn có đưa ra hành động không ạ? Dám nghĩ, dám làm, nhưng ngay cả việc nghĩ lớn thôi mà bạn còn không dám nghĩ, thì làm sao mà làm được? Vì khi bạn nghĩ nhỏ, thì bạn sẽ đưa ra quyết định để chỉ đạt được những kết quả nhỏ mà thôi. Vậy việc đầu tiên bạn muốn thành công thì phải bạn phải dám nghĩ rằng bạn là một người thành công. Và cho dù ai có nói gì, làm gì thì bạn cũng phải khẳng định và xác quyết đây là con đường mà bạn đã lựa chọn. Vì đó là con đường giúp bạn dẫn đến sự tự do về tài chính, chiến thắng trò chơi về tiền bạc. Bạn cần phải có niềm tin mạnh mẽ thì bạn sẽ làm được. Đã mất công nghĩ thì tại sao không dám nghĩ lớn? Vì thời khắc mà bạn ra quyết định thì số mạng của bạn được hình thành. Vậy chính bạn là người quyết định cho cuộc đời của bạn qua cách suy nghĩ bạn nhé.